Ok, thì tự nhiên mình đang quay chờ cái tự nhiên cái nó đứng mất. Ok, thì hôm nay mình sẽ đi tới cái phòng mà chiến đấu free. Free for all. Free luôn, nhưng mà mình sẽ xài cái Round này start. để coi có nó có khả thi không. Chưa sửa tên phòng. Không biết không. Tại hình như ở mấy ổng chơi hai gián rồi phải. Gián này như mấy ổng để lại boss thì phải. À thôi, phòng vẫn còn để free mà nên mình sẽ làm. Rồi. Bắn hình như cây này nãy mình vô mình bắn thử 3 viên mới chết. 3 viên. Cơ bản nữa mà mình còn chơi cái nòng giảm thanh của bụi vô nữa nè. Chết bà, giờ phòng bo boxing không. Giờ phòng bo boxing không à, chơi không có vui. Ờ cái ông này. Cho tôi chơi tí đi. Mới chết đầy đứa. Đâu rồi? Ủa sao không thấy mình hay ta? Nãy giờ chưa giết được bạn nào. Đó, phải vậy chứ. Giết được mạng cho tôi vui cái. Cây này đứng tầm trung thôi à. Lục nữa. Cây này nó lẹ lắm. Biết mà. Gì á? Đâu rồi? Mới thấy có đứa đây mà. Nữa. Nãy bắn ổng rồi khi ổng bắn lại. Phòng free nha mấy bạn. Phòng này phòng free. Bởi vì trên nãy giờ đâu ai nói gì đâu. Tại phần mấy ổng chưa sửa tên phòng lại. Có người đây. Bỏ qua. Ở đâu bên đây nè. Biết mà. Trời. Nói đó giờ đâu có ai điên điên giống mình. Ủa? Ê, trong đây hả? Thôi chạy. Đâu rồi ta? Hù. 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 Không có ai ở đây nữa hết vậy? Chị bắn khó gì ba? Hãy biết bắn á. Mỗi cái súng nó còn có đặc điểm của nó. Biết bắn rồi là phê lắm. Tôi không dám đi đâu luôn. Có khẩu này trong tay. Trên lầu. Đâu rồi ta? Lì thì mình dính chuột hơi chậm. Phòng nó chơi nó nãy giờ chơi nó vui chứ, chơi chơi trận nãy vui thấy bà. Dòng này bắn không có nhiều semi nữa nên nó không có vui lắm. Thằng top hết à, ai cũng nói thế. Ơi
Kỳ vậy. Mình thấy cái nó không khả thi nữa rồi. Hồi nãy giờ bắn hai gián cũng đâu đến nỗi mà âm mạng thôi ta. Dòng này nhiều bó action quá mà cái súng mình semi mà nó cũng thuộc semi yếu nữa. Chứ phải mạnh nữa. Mình đứng tầm gần tụi nó được ha. Tầm gần tầm trung á. Ngoài đây. Đâu rồi ta? Biết mà. Đợi mấy ông bắn hụt viên thôi mình múc mấy ông. Vậy vậy. Cái ông đồ rừng đâu rồi? Hù. Ôi. Hên, gặp ngáo. Gì vậy? Bắn chết luôn. Đấy. Đứa nào chết trọng đích đi. Có ai trên đây không? Chờ 11/13 rồi. Lấy luôn sụp lúc đó không kịp nữa. Tại mình cũng không quen cái việc mà móc được ra bắn lắm. Mình cầm súng chính mình bắn. Trời, hai viên rồi. Cây này nó yếu quá. Hù hù hù. Vậy thì nhảy nhảy đi em thôi, mấy ông bắn chân mình. Như có ai đây nữa. Trời ơi, viên nữa à. Tàn biểu hủy của mà. Nữa, hai viên nữa. Yếu quá. Giết được ông nữa. Mình bắn vậy là nhanh rồi đó. Tâm mình đúng nhưng mà thì tự xuống yếu. Chạy 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 chạy. Ngáo. Chờ mất tớp rồi. Chạy ơi. Vậy thế ai bắn mình ngã nữa. Chạy đi dễ chết lắm nè. Đâu ta, đâu ta. Hai ông nội xe mi. Còn tí xíu máu. Trời. Đâu ổng chơi lại mỗi tay. Ơi. Đang bắn à. Chết bà nó rồi. Quên mang clay.
tính móc dao ra chém tôi hả? Trời, thì chứ đứng nhiều lúc mình bắn không lại mấy ông nổi boss. Thua bà thôi. Trời ơi, sáu kìa, chém được 7 em. Đó, bạn cuối ông tính chém mình cái nữa, mình móc lục ra kịp. Ông 13 cận chiến. Vãi. Mình 5 cái headshot cũng bằng ông này. 19-24. KD-08. Chính xác semi mà có 31%. Ok thì nãy là súng mình cơ bản luôn. Súng cơ bản thiệt luôn á. Mà nhìn phụ kiện mình gắn nè. Mắc cười như gì á. Nhưng mà được cái nó bắn nhanh, tốc độ nó nhanh. Ok thì clip mình chơi tới đây thôi nha. Thì cảm ơn tất cả các bạn đã xem clip của mình nha. Nhớ like cũng như subscribe để ủng hộ channel của mình nha. Cảm ơn tất cả các bạn nha. Bye bye.